Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phòng Xông Hơi Đa Rốt. Ngày nay, khi đời sống của con người được nâng cao hơn trước gấp nhiều lần thì sự quan tâm đến sức khỏe và thư giãn sau thời gian làm việc vất vả là điều cần thiết. Vì vậy, trong những năm gần đây, bồn tắm Jacuzzi là xu hướng chăm sóc sức khỏe được nhiều người ưa chuộng. Bồn tắm Jacuzzi ra đời đã thay đổi khá nhiều trong cách sống của tầng lớp thượng lưu tại Việt Nam. Nó đã tạo nên mong muốn hưởng thụ và trải nghiệm theo phong cách châu Âu hiện đại, đẳng cấp. Trong video lần này, Đa Rốt sẽ giúp các bạn có một cái nhìn tổng quan nhất về bồn tắm Jacuzzi. Vào những năm 1900, những người Ý mang họ Jacuzzi đã mang theo loại bồn tắm do chính họ sáng chế ra toàn thế giới, với những ống xịt nước cực mạnh giúp hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn, giảm nhức mỏi, đau lưng, thấp khớp. Jacuzzi là bồn sục, hồ bơi cỡ lớn, sử dụng thủy liệu pháp với hệ thống vòi phun nước mạnh nhằm mục đích đem đến trải nghiệm massage thư giãn cho khách hàng trong các khách sạn 4, 5 sao hay resort tiêu chuẩn quốc tế. Jacuzzi thường có trong khu spa cao cấp hoặc được trang bị trong phòng VIP khách sạn. Bồn tắm Jacuzzi có công dụng và chức năng tương tự như bồn sục massage cao cấp. Tùy vào từng mẫu mã và kích thước mà một bồn tắm massage có đủ diện tích từ 4 đến 6 người thư giãn một lúc. Phần thân bồn gần như không có quá nhiều sự khác biệt so với bồn tắm thông thường, được thiết kế với kiểu dáng truyền thống. Tùy từng mẫu mã mà mỗi thiết kế bồn tắm Jacuzzi thường có kích thước và chiều sâu khác nhau phù hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi khách hàng. Jacuzzi được sản xuất bằng vật liệu acrylic có độ bền cao, chịu được lực và nhiệt tốt. Thông thường một bồn tắm Jacuzzi được trang bị hệ thống sục massage bao gồm hơn 50 mắt sục thủy lực trong lòng bồn tắm. Các mắt sục hoạt động nhờ áp suất và lực đẩy của hai máy bơm thủy lực. Nước qua các đầu phun sẽ tạo ra áp lực nước mạnh giúp tác động massage lên toàn bộ cơ thể người dùng. Tương tự như bồn tắm massage cao cấp, bồn tắm Jacuzzi cũng có hệ thống sục khí gồm 10 mắt sục ở dưới đáy bồn. Quý khách hàng có thể điều khiển mức độ mạnh yếu của hệ thống sục thông qua bảng điều khiển điện tử thông minh. Ngoài ra, hệ thống gia nhiệt, bộ lọc nước, đèn LED chiếu sáng, hệ thống gia nhiệt giữ ấm nước cũng được trang bị đầy đủ trên một chiếc bồn tắm Jacuzzi. Bồn tắm Jacuzzi hoạt động giống như các bồn tắm massage cao cấp của Đa Rốt. Trong lòng bồn sục sẽ có một cổng hút. Nước được hút tuần hoàn qua các cổng hút về máy bơm, sau đó chảy ngược lại bồn tắm qua đầu phun lắp hai bên thành bồn tắm. Dưới áp suất và lực đẩy của máy bơm, lượng nước được lưu chuyển thông qua đường ống dẫn đến bồn sục. Nước đi qua các đầu phun tạo ra áp lực nước mạnh giúp tác động trực tiếp massage lên toàn bộ cơ thể. Ngoài các chức năng cấp nước và sục massage, các mẫu bồn tắm massage Jacuzzi còn trang bị hệ thống gia nhiệt hiện đại. Vào mùa đông, quý khách hàng sẽ có nhu cầu cần sử dụng nước nóng để thư giãn. Tuy nhiên, thời tiết vào mùa đông sẽ khiến nước nóng giảm nhiệt độ, nguội rất nhanh. Khi đó, chức năng gia nhiệt hoạt động sẽ giúp giữ ấm nước khiến bạn có những giây phút thư giãn tuyệt vời nhất. Ngoài lợi ích thư giãn về cơ thể và tinh thần, yếu tố về thẩm mỹ cũng là một lợi ích của bồn tắm Jacuzzi. Không chỉ đem lại lợi ích cho người sử dụng, bể Jacuzzi hay bồn tắm Jacuzzi còn đem lại lợi ích cho cả những khách sạn, spa. Một khách sạn cao cấp có kết hợp sử dụng bồn tắm Jacuzzi chắc chắn sẽ thu hút khách hàng hơn khách sạn thông thường. Việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng chính là điều mà bất cứ ngành dịch vụ nào yêu cầu. Quý khách hàng có điều kiện kinh tế đi du lịch nghỉ dưỡng luôn mong muốn được sử dụng Jacuzzi để được tận hưởng cảm giác thư giãn tuyệt đối. Việc trang bị loại bồn tắm này cho spa và cả phòng VIP không chỉ giúp nâng tầm chất lượng dịch vụ mà còn gia tăng lợi nhuận cho khách sạn. Khi trang bị bể Jacuzzi cho khách sạn, các chủ đầu tư cần chú ý lựa chọn kích cỡ bồn tắm sao cho phù hợp với diện tích phòng, lựa chọn màu sắc hài hòa với không gian để đem đến cảm giác tinh tế, sang trọng và đảm bảo yếu tố an toàn cho khách hàng sử dụng. Trên đây là những thông tin cơ bản về bồn tắm Jacuzzi. Nếu bạn đang có nhu cầu thi công, lắp đặt bồn tắm Jacuzzi, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Tư vấn đặt hàng 1900 88 68 29, 0242 242 3535, website daros.com.vn. Daros, sống là tận hưởng.